alo làm sao mình biết được các bạn có nghe được mình hay không nhỉ à, làm sao mình biết là mọi người có đang coi mình hay không làm sao mà mình biết được nhà Ata? <laughs> Alo? 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 À, vậy là, Alo. vậy là mọi người có nghe được mình chưa nhỉ? Vậy là mọi người có nghe được mình chưa nhỉ? 我接你。 Lần đầu chưa quen lắm nha các bạn, thông cảm một chút nha để, để coi, tự coi cái vụ này như thế nào đây À, rồi, ok, good, thank you Rồi nha, thì, thì uh, ok, bây giờ thì mình sẽ uh... Đóng cái tab này mình mở một cái tab khác ha như thế này rồi thì có một số bạn uh, hôm rồi đó uh, hỏi là cái uh, cái chuyện mà mình học về cái uh, đầu tư với tài chính đó, mình học như thế nào nếu Ủa là nhưng mà tại sao mình lại bị nghe cái echo ở đâu ta? À, từ 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 các bạn ơi mình bị nghe một cái echo nó ở đâu á? Mình nghĩ là chắc là mình mở đây comment chờ chờ một chút có mấy bạn đang comment anh mở trên YouTube nghe rồi tốt rồi à, à ok chứng tỏ là hồi nãy là mình mở thêm cái âm thanh của cái uh, cái browser nữa cho nên là nó vừa nghe browser vừa cái này. Rồi. À, thôi mình 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 quay lại cái uh, cái cái, uh, cái nội dung ngày hôm nay đó là mình có 30 phút ha bây giờ là 4 giờ chút xíu nữa đi đón uh, hai đứa nhỏ nữa. Uh, có nhiều bạn hỏi là bây giờ nếu mà mình không phải là dân chuyên về tài chính thì mình học như thế nào tại vì có nhiều sách rồi này nọ nó hơi hơi phức tạp à, thì trong cái chuyện mà học về tài chính và đầu tư đó thì mà chàng ốc già muốn uh, chia sẻ với các bạn là đối với chàng theo chàng ốc già đó thì mình hình dung là mình có ba cái nhóm đi ha Mình nói nhóm thứ nhất là nhóm tay chuyên cái cái nhóm mà người ta sống bằng cái nghề đó có nghĩa là người ta phải làm trong ngành tài chính uh, chẳng hạn hoặc là người ta dạy tài chính ta làm tài chính À, rồi người ta làm trong các quỹ đầu tư nói chung là cái lương tiền lương tháng à, cái tiền lương tháng của người ta nó là từ cái, cái công việc chính là trong cái tài chính cho nên là trong cái đấy là cái nghề của người ta rồi cho nên là người ta học à, sau đấy là người ta học nâng cao nữa và, và quan trọng nhất trong cái nghề nào nó cũng vậy á. cái nghề nào cũng cũng phải là không trăm hay không có bằng tay quen có nghĩa là phải làm rồi sau đấy là mình phải liên tục à, nâng cao các cái à, chuyên môn của mình các cái kỹ năng của mình các cái kiến thức của mình các cái mô hình của mình tại vì khi mà uh, thế giới hay là có gì mà nó mới đó, là lúc đó là nó sẽ cập nhật rất là nhiều uh, nói đơn giản các bạn biết là một cái ví dụ thôi hồi xưa ví dụ như là làm uh, tối ưu hóa cái danh mục thôi thì thật ra trong cái chuyện mà tối ưu hóa đằng sau đó uh, trước đó mình làm tối ưu trên excel đó, thì mình để cho nó chạy vậy thôi nhưng mà mình đâu có hiểu là đằng sau nó là nó chạy bằng cái gì đâu đúng không? cho nên là thật ra thì nó có rất là nhiều cái cái hàm tối ưu khác nhau và Excel thì nó sử dụng là một hoặc là và hai cái hàm đơn giản để tối ưu thôi. đấy à, sau này mình phát hiện ra ra đấy rồi sau đấy là khi mà có các cái công cụ khác nhiều hơn máy tính nó mạnh hơn thì lúc đó người ta lại có những cái thuật toán tối ưu nó còn tốt hơn nữa. thì ý mà nói là như vậy có nghĩa là khi mà cái nghiên cứu các cái cái mà mà nó nó càng mà tiến triển lên đó thì lúc đó là phải cập nhật trong cái nghề nghiệp của mình. thì đấy là những cái người mà tay chuyên rồi bây giờ có bộ nhóm thứ hai đó là nôm na là, là 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 bán chuyên à, à, bán chuyên thì đấy nghĩa là họ cũng có kiến thức nhưng mà rồi họ cũng đam mê họ dành nhiều cái à, họ dành nhiều cái 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 cái, cái thời gian à, à, nhưng mà à, sao mình không coi được À, dành nhiều cái 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 thời gian cho cái việc đó à, mặc dù là họ có cái công việc chính khác à, như các bạn biết là ở mỹ hoặc là ở một số nước đó có nhiều bạn là ban ngày là vẫn là dân công nghệ thông tin ha dân kỹ sư có thể là dân bác sĩ dân giáo viên nhưng mà rất là mê tài chính là cũng dành nhiều thời gian cho tài chính và và họ dành nhiều thời gian để học để làm việc để 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 mà cập nhật cái kiến thức kinh nghiệm các cái này nọ thì lúc đó mình có thể coi họ như là bán chuyên tại vì quan trọng là cái cái thời gian họ dành cho cái công việc đó, đó nó cũng nhiều ha à, giống như là hôm trước mình có giới thiệu với các bạn là Chris Perura đó thì anh này là dân kiến trúc sư nhưng mà ảnh rất là mê đầu tài chính về đầu tư ha thì đấy ảnh à, dành nhiều thời gian thì mình gọi là những cái người mà gọi là bán chuyên à, nhóm thứ ba À, theo chàng gốc già là tay mơ tay mơ có nghĩa là những cái người thích thôi à, thích nhưng mà mình không có nhiều thời gian rồi mình cũng làm biến nữa đúng không ý nói là làm biến nó không phải là cái động lực của mình nghe thì thấy đầu tư thì thích vậy đó nhưng mà không có dành nhiều thời gian cho nó à, kiểu sẹt 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 vậy đó thì mình nôm na mình gọi là cái cái tay mơ rồi thì bây giờ à, mỗi cái nhóm này đó thì sẽ có cái cách cái con đường phát triển về cái chuyên môn cũng như là cái kinh nghiệm của mình nó, nó khác nhau à, ví dụ những cái bạn mà đi theo cái hướng tây chuyên đó thì nên học vào trong các cái trường đại học có đào, đào tạo chuyên ngành à, đương nhiên rồi cái trường mà nó càng tốt càng cái ranking cao thì các bạn càng có lợi thế mà thật ra cái lợi thế nó không phải là kiến thức mà là lợi thế ở chỗ cái network cái mạng lưới của các cái giáo viên ở đó mạng lưới của cái hệ thống cụ sinh viên alumni ở đó và cái mạng lưới à, cái cái giá trị ở những cái trường mà nó ranking cao đó là cái cái alumni rồi cái danh tiếng và các cái mối quan hệ với các cái doanh nghiệp, các cái network. Và chính vì vậy khi mà mình trong những cái lúc mà mình vô mình học chuyên ngành tài chính ở những cái trường mà nó có cái ranking cao á à, mình mình dễ dàng hơn là mình kiếm được những cái internship, mình kiếm được những cái stars nó tốt. Và thật ra từ những chỗ thực tập tốt đó thì nó mới đến cái công việc tốt đấy cho nên là ở những cái trường tốt nhưng mà nói như vậy thì không có nghĩa là ở những cái trường thấp mà không có cơ hội vấn đề quan trọng là ở ở mình thôi nếu mà mình chủ động tại vì bây giờ cái thế giới nó rất rộng mở rất là nhiều. các bạn có thể tham gia các diễn đàn có thể gặp gỡ những cái người giỏi ở ở các cái hội thảo nói chung là có nhiều cái dịp để mà mình mình mở nhiều cánh cửa ra thì trong trường hợp đó khi mà mình uh, vô cái chuyên ngành đó mà mình muốn phát triển theo cái chuyên ngành đó đó thì mình nên uh, mình nên uh, đi vào các cái uh, nhóm các cái uh, hội nghề nghiệp nhiều hơn <laughs> các cái mạng lưới uh, các cái event này nọ đó À, ví dụ như là có những cái club mà các bạn biết là kiểu mà cũng gọi là club kín á, có nghĩa là đương nhiên mình không vô được như ban đầu nhưng mà ví dụ như là mình đi không được trực tiếp thì mình đi gián tiếp đúng không? Mình đi gián tiếp vòng vòng qua bởi những cái mối quan hệ khác của mình thì mình vẫn có thể thay nhập gia nhập được các cái club đó, ví dụ như vậy. <laughs> Rồi như vậy đấy là cái nhóm đầu tiên. Còn cái nhóm thứ hai á là nhóm bán chuyên. Thì nhóm bán chuyên thì. À mình có cái công việc chính của mình rồi thì mình muốn đầu tư tài chính mình tìm hiểu về, về tài chính về đầu tư chứng khoán này nọ thì mình nên kết giao với những cái người tử tế và có cái know how tốt cái là có cái có cái chuyên môn tốt có kinh nghiệm tốt đó à, tại sao mà chàng ngốc già nói là phải cái người tử tế trước cái yếu tố tử tế trước tại vì <laughs> ở trên thị trường nó có một câu đùa là đó nếu mà cái người mà giỏi mà không có không có đàng hoàng thì mình 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 làm ăn với họ xong thì mình họ lấy họ lấy được tiền còn mình thì lấy được bài học kinh nghiệm <laughs> nói giống cái câu chuyện đùa là ở phố one one street đó thì uh, người mà có tiền uh, rồi sau đó thì khi mà uh, qua uh, đến đầu tư thì nghe uh, nghe 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 cái người advisor môi giới của mình xong thời gian thì uh, lúc đầu đến thì chạy Ferrari một thời gian sau thì là cái người kia có Ferrari còn người này phải đi subway về nên cái câu chuyện như vậy rồi cái để mà kết giao được những cái người mà tử tế và có cái know how giỏi nó nó là không có dễ nó không có dễ phải có những cái độ tin cậy nhất định ha nhưng mà khi mà mình có được cái 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 độ tin cậy nhất định với họ rồi thì mình nên thiết lập cái phương pháp riêng của mình tại vì mỗi người nó có một cái cách tiêu hóa cái kiến thức khác nhau, có cái tâm lý khác nhau, rồi có cái phương pháp riêng khác nhau nữa. đây mỗi người sẽ phải adjust lại để phù hợp với lại của mình. thì sau đấy thì mình sẽ biết được rằng là à, à cái 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 kinh nghiệm riết nó sẽ tạo ra cho mình giống như là những cái à, gọi là cái gì vậy ta, cái cái cảm nhận, ấy, cái, cái 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 gọi là cái à, ừ, cảm nhận hay gọi là thiên gọi là thiên gì? mình không tìm được cái từ đó hay ta linh tính à, kiểu kiểu linh tính vậy đó mình có cái linh tính như vậy còn đối với những cái người mà tay nhóm thứ ba tay mơ thì sao à, thì cái nhóm tay mơ này thì mình mình tốt nhất là thôi mình mình dành thời gian để mình làm cái chuyện mình tăng cái thu nhập của mình từ cái công việc chính của mình nhiều đúng không rồi sau đó thì mình chỉ ủy thác thôi mình ủy thác qua các cái quỹ ETF mình ủy thác qua các cái quỹ Ray ở, ở các cái quỹ về bất động sản đó hoặc là ví dụ như cái các cái cổ phiếu to mà mình mình bám thôi ha à, đây các cái cổ phiếu to mà mình bám à, Chờ các bạn chờ mình một chút à, nó bị ok rồi à, còn cái chuyện mà mình à, như thế nào ha, thì à, cái chuyện mà kể cả những cái người mà có cái à, có cái kinh kinh nghiệm luôn rồi đó thì nó không giống như lái xe vậy đó nhưng mà mình học về tài chính mình học về đầu tư có nghĩa là mình học biết cái cái kỹ thuật lái xe mình biết cái lái xe rồi mình à, mình mình cẩn thận này nọ nhưng mà có những lúc nó không có ngoài cái sự kiểm soát của mình đúng không hoặc là do cái sự chủ quan của mình À, có những lúc mà mình mất cảnh giác mình mệt mỏi mình buồn ngủ nhưng mình cũng ráng chạy thêm nữa chẳng hạn như vậy thì có thể là tai nạn nó sẽ xảy ra thì nó cũng giống như trong đầu tư vậy thôi ngoài ra thì có những cái trường hợp là giống như là ok mọi chuyện mình vẫn tốt mình không cẩn thận nhưng mà có cái đứa khác nó chạy chạy ẩu đâm vô mình đúng không ví dụ như tự nhiên cái thị trường nó bị crash một cái này là một cái lý do gì đó mà mình cũng chả chả biết gì hết hoặc là ví dụ như tự nhiên không không có một cái cái event gì đấy đúng không nó bùng ra mà mình không 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 phản ứng kịp thì thị trường nó crash chẳng hạn. Đấy. À, còn về cái chuyện mà mình là amateur thì mình học như thế nào à, thì mình nên hình dung như thế này cái chuyện học nó giống như một cái bức tranh lớn vậy đó. À, rồi sau đấy là mình có một cái bức tranh lớn có những cái cốt lõi. Còn cái chuyện mà mình đi phát triển mình đi sâu thêm mình 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 và mình 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 nâng cao nó lên nữa thì đấy là ở những cái người mà bán chuyên hay tay chuyên. Nhưng mà các bạn thấy gần đây nhiều nhiều người mà follow chàng ốc già đó thì chắc là cũng có follow anh anh Duy ha, Nikita đó. À cái nghĩa là ảnh làm rất là khoa học ở chỗ là khi mà ảnh làm những cái gì đó, ảnh hình dung ở một cái mô hình. Và khi mà mình hình dung đó các cái mô hình rồi đó, mình có cái mô hình gọi là nó có cái mô hình uh, base. À, mô hình cốt lõi đó rồi sau đấy thì đó khi mà mình có được các cái các yếu tố các cái yếu tố trong mô hình cốt lõi xong rồi là ok rồi sau đấy là mình phát triển các cái nhánh nó lên giống như các bạn xây một cái nhà mà các bạn có một cái nền móng vững à, các bạn đã hình dung rằng là nó có bao nhiêu cái trụ bê tông bao nhiêu cái phòng này nọ rồi ha bao nhiêu tầng này nọ các bạn đã hình dung rồi thì sau đó các bạn có thể phát triển thêm thôi có nghĩa là mình xây cho nó chắc rồi thì lâu đó ở trên đó là mình có thể xây thêm thì à, cái bức tranh này nó như thế nào À, cụ thể là ví dụ như là ở trong cái cái doanh nghiệp đi nói bây giờ mình đầu tư vô cái uh, cổ phiếu đi thì khi mà mình đầu tư vô cổ phiếu mục đích của mình là mình muốn cho cái giá trị của cái doanh nghiệp đó nó tăng đúng không cái giá cổ phiếu đó nó tăng doanh nghiệp đó nó có nghĩa là nó phải tăng trưởng cái lợi nhuận hoặc là cái doanh thu hai cái đó là cái quan trọng nhất thì bây giờ sau đó mình mới coi rằng là cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến cái chuyện này làm cái những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến cái cái lợi nhuận và doanh thu của của cái doanh nghiệp này đấy thì mình phải coi thì nó có rất là nhiều yếu tố ví dụ đấy yếu tố là từ trong ngành yếu tố thị trường yếu tố vĩ mô yếu tố uh, ban lãnh đạo quản lý cái việc quản lý của cái doanh nghiệp đó chẳng hạn như cái doanh nghiệp đó lúc trước thì nó ngon nhưng mà từ lúc mà uh, chẳng hạn như cái ban lãnh đạo đó về hưu hết rồi xong thay thay cái ban lãnh đạo mới là lập tức nó cái doanh nghiệp đó nó không còn là như xưa nữa các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cái trường hợp như vậy hoặc là ví dụ có cái công ty đó hồi xưa nó bệ rạc lắm nhưng mà sau khi mà nó có tái cấu trúc nó có cái lãnh đạo mới vô thì lúc đó là cái nó thay đổi nó lột xác luôn và nó lại phát triển rồi ví dụ như là cái, 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 cái doanh nghiệp đó nó có thích ứng nhanh cái việc mà chuyển đổi qua các cái ngành khác hay không đúng không? À, ví dụ như những cái ngành hiện nay, chẳng hạn là ngành chip rồi các ngành năng lượng, ví dụ hydrogen, rồi cloud gọi là đám mây, security của, của đám mây, thương mại điện tử rồi vân vân, thì cái đó là những cái mà mình à, mình cần à, cần nắm, có nghĩa là mình xác định được những cái cốt lõi những cái cơ bản nhất à, của cái ảnh hưởng đến cái 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 tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thì nó tác động bởi yếu tố nào. Rồi sau đấy mình có thể phát triển thêm những cái lớp nữa đúng không? Nó ở level 1, level 2, level 3 giống như cái tài khoản cái tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 vậy đó. À, trong kế toán các bạn mình mình mình, mình phát triển nó ra. À, tiếp nữa là giờ hỏi là bây giờ mình có nên học nhiều hay không nếu mà mình không có chuyên à, không phải bán chuyên không thay chuyên thì uh, theo chàng ốc già thì mình học những cái cốt lõi nhất về doanh nghiệp uhm, tại vì mình học về 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 mình muốn đầu tư và đặc biệt là về chứng khoán thì mình phải nắm về doanh nghiệp à, thì cái uh, những cái môn mà cơ bản mình cần biết đó là chẳng hạn như môn thị trường tài chính để mình hiểu rằng cái thị trường nó nó vận hành như thế nào giao dịch trên thị trường chứng khoán làm sao quyền và nghĩa vụ của các cái bên như thế nào quyền lợi của cổ đông như thế nào uh, đấy là mình phải biết À, một cái nữa là sau đấy mình đọc đến cái cuốn là tài chính doanh nghiệp à, để mà mình hiểu à, các cái vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp các cái à, cấu trúc tài chính hoặc là doanh thu lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp như thế nào rồi cái phần thứ ba nữa là đến cái phần à, phân tích và định giá doanh nghiệp à, thì phân tích đấy phân tích là chủ yếu là ví dụ như mình phân tích về kinh doanh phân tích về hoạt động phân tích đầu tư của doanh nghiệp và cuối cùng là đến cái chuyện của mình có nghĩa là mình đầu tư vào cái doanh nghiệp đó như thế nào À, thì textbook ở các cái trường đại học đó thì người ta dạy thì thường là nó có một số cuốn à, được dạy rất là nhiều Đây ví dụ như là chàng ốc già có thể à, giới thiệu cho các bạn một số cái, à, cái cuốn ha. Ví dụ như là chẳng hạn như mình muốn biết về tài chính doanh nghiệp thì có thể đọc cái cuốn của Ross nè ha À, đọc cái cuốn của Pierre Vérande, cái ông này là cuốn này là dân ở Pháp là học hết dù tiếng Anh hay tiếng Pháp thì học, à, tại vì ông này là ở SEC, HEC của của Pháp ha. Rồi thì ra còn, còn ra nó có một cái cuốn nữa là cái uh, nguyên lý về tài chính doanh nghiệp của uh, Bradley Stewart uh, Mayer ha, của Mayer, đấy rồi nếu mà về phân tích tài chính doanh nghiệp thì trên cộng đồng tài chính cố vấn tài chính cũng có giới thiệu cho các bạn rồi cái cuốn của papelu cái cuốn mà phân tích phân tích doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp thì các bạn có thể tìm đọc cái cuốn này và cái cuốn mà nhiều nhất mà trong đầu tư mọi người hay nói hay đề cập có nghĩa là cái cuốn của bkm Nên thì cái này các bạn mình có thể mở cho các bạn coi đúng là body can mà Krishna cái này là cái cuốn đây. cái này thì mình tải cái version 11 đây là cái cuốn body can thì đấy là những cái nguồn mà mình mình có thể học À, rồi, à, đấy là đấy là cái cái chuyện mà mình học về 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 tài chính, à, học về đầu tư ha nhưng mà cái cái ông, cái chuyện mà học nó là một chuyện còn hành mới là mới là cái cái quan trọng ha tại vì biết biết với làm nó nó khác nhau xa lắm. Nhất là trong cái chuyện đầu tư tại vì nó còn cái nhiều yếu tố đặc biệt là cái yếu tố về về tâm lý ha, về về vốn này nọ, các cái này nọ. À, rồi À, bây giờ thì làm sao mà mình có thể biết được thêm câu hỏi của các bạn làm sao nhỉ ví dụ như ở trên cái youtube của mình đó thì mình làm sao mà mình biết được các bạn có câu hỏi cho mình à, cái này khó quá nhà chưa có kinh nghiệm à. uhm không biết là bây giờ có cái kênh nào để mà mình trao đổi với các bạn hay không nữa chứ à. Ta, à. rồi chỉ còn còn 10 phút nữa đó à, để coi thử vô nó Đấy, cái gì làm lần đầu nó cũng đóng ngóng ghê luôn ủa nhưng À, ôi các bạn có chat hả? Ồ, oh, ok. À, thì làm sao mà mình à à to, Mình có thấy các bạn đặt câu hỏi ở đây. Anh chưa bật mic chào anh. Rồi ok, à, từ từ, ok ok rồi, từ từ nha. Có tiếng rồi, nghe được rồi. Rồi từ từ. À, anh có phải Excel nào định giá cổ phiếu không? À, cái này hôm trước thì mình nói rồi, cái chuyện mà định giá nhiều bạn hay hỏi về định giá ha Thì thật ra trong cái định giá thì nó có nhiều cái phương pháp định giá Nhưng mà phổ biến nhất là vẫn là cái phương pháp DCF ha, Discount Cash Flow thì uh, trong cái một cái clip mà nhà chàng góc già có nói rồi đó là của damodaran đó, thì ổng ổng đã có cái minh họa cái file Excel luôn rồi mình theo đó thôi thật ra cái khó không phải là cái cái công thức ha à, cái khó uh, không phải là công thức mô hình mà cái khó là có các cái input à, có nghĩa là làm sao mình có được các cái thông tin đó mình đưa có các thông tin giả định vô đó mình nói một cái ví dụ một cái chỉ số thôi ví dụ như là cái uh, uh, gọi là cái mắt, như là cái uh, market addressable có nghĩa là cái thị phần của cái doanh nghiệp đó nó chiếm ở trong cái thị phần đó là bao nhiêu. À, những cái này thì có những cái thông tin là mình tay mơ mình ở ngoài mình không có được đâu, à, khó lắm rồi nữa là ví dụ hai nữa là mình phải có các cái 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 các cái forecast về cái dòng tiền tương lai của nó này nọ nữa. À, cái đó là mình tính theo cái phương pháp DCF còn nếu không thì đấy nó còn còn hai ba phương pháp khác nữa ví dụ như phương pháp nó gọi là multiplier nó mình dựa trên các cái chỉ số của các cái benchmark của các cái doanh nghiệp trong trong ngành rồi sau đó là mình tính lại vân vân thì nó có có một số cái phương pháp cái này chắc là chàng góc già có thể là sẽ 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 giải thích thêm các bạn mà hôm trước thì cũng có đưa cái nguồn là của cái thằng gì ta à, của một cái nơi gọi là Luca Capital đó thì trong đó nó cũng có một cái tài liệu về định giá à, uh, Luca Capital À, thì hôm nào đó thì mình sẽ giải thích rằng là trong đó người ta nói bốn cái lưu ý trong cái chuyện định giá đó giữa cái việc mà à, định giá và cái giá bạn trả cho cái cổ phiếu đó ha, giữa cái price và cái value nó khác nhau rồi trong cái định giá rất khó không có ai có thể nào mà biết được cái tương lai ngày mai nó như thế nào hết á và đặc biệt là giá cổ phiếu đúng không cho nên luôn luôn là trong cái đầu tư đó người ta có một tính toán định giá người ta có một cái gọi là safe margin có nghĩa là một cái biên an toàn cho mình à, trong cái, cái việc mà định giá à rồi à, một bạn hỏi là muốn hiểu biết về kinh tế thì không học đại học thì cần những cái môn gì à, ok thì kinh tế cơ bản thì nó chia làm hai môn thôi kinh tế uh, vi mô kinh tế vĩ mô à, kinh tế vĩ mô là mình đi vào hộ gia đình và doanh nghiệp còn kinh tế vĩ mô là mình đi vào uh, nền kinh tế chung ha ngành nhìn kinh tế à, uh, smiling À, rồi các bạn còn À không đang ở pháp nha đang ở pháp đang ở paris à, chàng gốc già đang ở paris ở ngoài ô cách khoảng hai chục cây số đường chim bay à, còn chim đi bộ thì không biết là bao nhiêu cây số nữa ha à, thì đó là như vậy rồi à, muốn tìm hiểu về tài chính vĩ mô thì làm hiểu nhanh nhất à, tài chính mà vĩ mô á nghe cái này lạ quá ta Ừ có một bạn à, hỏi là à, tài chính vĩ mô à chắc ý bạn nói là trong tài chính đầu tư mà dựa theo các cái yếu tố vĩ mô chứ gì đúng không thường là có các cái quỹ họ đầu tư đúng rồi các cái mắc khô đó họ dựa vào các cái chỉ số mắc khô ví dụ như là họ dựa vào gdp nè ví dụ như họ dựa vào lãi suất này nọ ok cái đó là mình gọi là họ họ cái chiến lược strategy của họ người ta gọi là cái macro strategy ha rồi. một analyst yếu hoặc không có kỹ năng về con thì có thể hoạt động thành công trên vực tài chính không nếu không có con thì trao đổi những kỹ năng gì ờ, thì uh, uh, thật ra thì cái analyst thì đấy các bạn analyst làm nó có nhiều cái cái kỹ năng lắm chứ không chỉ là quanh không đâu tại vì còn phải hiểu về thị trường nữa đúng không hiểu về ngành đó nữa à, uh, ví dụ như là uh, nhiều khi có nhiều công ty họ tuyển những cái uh, kỹ sư PhD về về cái, cái ngành trong ngành đó đó ví dụ như là ngành ngành ô tô điện ngành ngành pin rồi ngành uh, hoặc là ngành y sinh hoặc là ngành vaccine rồi này nọ nó bác sĩ luôn thì tại vì sao uh, họ có một cái cái insight về về cái doanh nghiệp về cái ngành đó nó nhiều hơn uh, cho nên không 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 nhất thiết là khoan đâu bởi vậy cho nên trong các cái công ty lớn là bởi vì nó có nhiều cái bộ phận khác nhau và những cái người đó họ cần communicate họ cần phải nói chuyện và trao đổi với nhau đó ok có bạn hỏi nữa là ồ cái này mà sao à cũng liên quan đến chuyện học thôi nha à dùng margin à, non à, ha nói chung là chưa khoan khoan dùng khoan dùng margin mà thật ra dùng margin khi nào để an toàn thì khi nào mà mình tính mình tính cái xác suất của mình cái cái, cái 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 reward ratio của mình nó cao thì lúc đó mình mới dám ha. À, họ coi lại cái facebook mấy cái post của thầy tuấn đó ha. của tuấn đó à, lúc nào mà chắc rồi thì mới xuống ha. thì lúc đó hãy dùng margin còn không thì không nên nha tuyệt đối không nên à Uh, ok uh, cFA các cuốn cFA uh, mình thì mình không có chưa có bằng cFA ha nhưng mà mình đọc uh, các cái tài liệu cFA uh, thì mình nghĩ là cỡ chừng level 1 level 2 là các bạn có thể đọc là là ổn rồi nếu mà mình không phải là dân dân chuyên nhiều đâu uh, Ok investment đầu tư tài chính có dịch vụ qua Việt Nam à À, nói về chuyển động ngành thôi cái này là ngoài scope ha cái này chắc để dành đi cái để dành câu hỏi cho một cái buổi khác đấy thì hôm nay là chủ yếu là nói về chuyện học thôi nha hôm nay nói về chuyện về học à, đấy là học nói học trước nha rồi sau đó mới đến là 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 hành còn bây giờ đây mà nói là học thôi giống như mình học lái xe vậy đó Hồi nãy chàng ốc già có lấy cái ví dụ đó à, mình phải học cái lái xe trước mà các bạn biết là chẳng hạn học lái xe là trước hết là phải học luật à, phải thi cái luật nó đậu đậu xong mới thi thực hành đó là mình lái rồi sau đó cái đó là mình chỉ có cái bằng thôi, rồi sau đó thì mình 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 ra rồi mình chạy nữa rồi mấy chục năm nữa chứ đâu phải đâu đâu các bạn biết là có những người học rất là nhanh có cái bằng xong rồi bằng lái xe đó chẳng hạn như pháp hay thụy sĩ thì rất là cái bằng lái lấy khó lắm chua lắm nhưng mà có nhiều người lấy xong một cái xong cái ngày đầu tiên lấy xong cái bị accident bị tai nạn xong là bỏ cái bằng luôn nó sợ luôn đó. đó ví dụ như vậy cho nên ý mình nói rằng là cái chuyện là đầu tiên là mình cần có kiến thức đấy là những cái cơ bản Ha. rồi có những cái kỹ năng cơ bản trước cái đã biết thắng biết ga là chỗ nào nếu mà chạy xe có côn là phải âm ba da nó như thế nào vân vân đó chẳng hạn như thế các cái nhìn góc chết kính rồi như thế nào đấy những cái kỹ năng cơ bản còn sau đó là thực hành là ra đường chạy lá lại khác nữa ha vô ngã tư ngã ba ra đường cao tốc đấy nó có nhiều cái khác nhau thì trong đầu tư nó cũng vậy thôi ha à, về học tài chính và cfa học thạc sĩ thì À, hôm trước có trên cái cái mình có nói à, với hưng hưng có chia sẻ đó thì cái chuyện mà học về các cái chứng chỉ về kế toán acca hoặc là cfa ờ à, thật ra nó tốn kém lắm nó khá là tốn cho nên là ví dụ như nếu mà mình cứ học đại học xong đi nếu mà mình học chuyên ngành mình ra mình đi làm xong mình kiếm cái chỗ đó mà mình thương lượng được với họ là à, họ tài trợ cho mình đi học cái bằng đó á, thì ok lúc đó mình học chứ nhiều khi tính ra cái chi phí nó cũng cũng lớn á một số cái chứng chỉ về nghề nghiệp chuyên ngành nó nó khá là tốn kém ha à, còn về học về 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 thạc sĩ thì tốt thôi nếu mà mình học trong cái ngành của mình đó rồi thì mình cần nâng cao nhiều hơn ha à, rồi à, là hết chưa hết câu hỏi chưa rồi mình còn khoảng 5 phút nữa nha à có người hỏi là à, à, cái phòng à, công ty chứng khoán có cái phòng research đúng rồi các bạn cái này nó họ rất là quan trọng ha, tại vì các cái bộ phận này thường là những cái công ty chứng khoán lớn cái bộ phận research của họ tốt á à, thứ nhất là những cái người này là họ có cfa hoặc là họ có những cái trình độ chuyên môn cao hơn rất là nhiều nơi nó còn họ còn tuyển những cái thạc sĩ làm về phân tích các cái mô hình này nọ thì đương nhiên rồi thì họ sẽ rất là cần bởi vì chính những cái công ty này người ta sẽ cung cấp báo cáo cho các quỹ đầu tư Ha, cho các cái nhà đầu tư tổ chức vân vân à, khi đầu tư có phân tích kỹ thuật không? À có chứ có chứ phân tích kỹ thuật thì nó phụ thôi nhưng mà nó là nó hỗ trợ cho mình lúc mà lúc nào mua hay bán thôi. À, còn cái này thì cái đó là kinh nghiệm của của mỗi người nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là cái cơ bản mình mua. À, đương nhiên có những lúc mà mình mua xong thì mình bị hố chứ mình mua nhưng mà nó nó mua xong ngày hôm sau cái nó sợ nó xuống. Ha à, nhưng mà cái chuyện nó vẫn có thể xảy ra nhưng mà khi mình tin rằng là cái đó là nó À, nó tốt và lâu dài tại vì mình mua cái đó mình 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 trade cái đó là cái cái frame của mình có thể mình có thể, có thể sẵn sàng hưu nó một tháng đến 3 tháng thì ok không có gì hết nha. rồi à, các bạn nào mà muốn học về về thạc sĩ mà lên tiến sĩ luôn thì nó có hai hướng một là mình học thạc sĩ ra thì mình đi theo hướng ứng dụng còn không thì mình học theo cái hướng nghiên cứu thì hai cái đó nó nó khác nhau nha <laughs> các bạn hỏi chọn siêu cổ phiếu cái này ngoài cái scope à, Ok à, Bây giờ có nhiều bạn những cái cuốn sách này thì một số đã dịch sang tiếng Việt rồi nhưng mà các bạn của mình dung là kể cả các bạn bản xứ bên này dân tiếng Anh đọc cái sách tiếng Anh còn chưa chắc hiểu nữa Bởi vậy mới có thầy giải thích à, thì mình nghĩ là mình cái đấy là cũng nằm trong cái đầu của mình hay kế hoạch của mình là có thể là mình sẽ chọn ra một số cái chương một số cái chương cơ bản đó trong các cái cuốn sách mà mình giới thiệu đó cơ bản thôi sẽ vậy là mình sẽ 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 bình giải mình sẽ giải thích cho các bạn à, đúng rồi cái tự học nó nó khó à, đây rồi bây giờ có bạn hỏi tiếp là à, sinh viên chuyên ngành tài chính thì nên bổ sung kiến thức sâu về mảng nào à, trời ơi tài, tài chính nó rộng lắm hỏi là tài chính là tài chính gì mới được nữa chứ À, ví dụ như là đấy ví dụ như mình chuyên về làm tài chính doanh nghiệp hay là mình làm về đầu tư ha, mình làm mình trong cái phần tài chính hay là mình làm bộ phận đầu tư hay là bộ phận kế hoạch nói chung là nhiều nhiều khác nhau. À... À... Ồ, có bạn hỏi là dạy ở Pháp thì khác với nhau thế nào không thì ở Pháp này thì vẫn các cái trường kinh doanh người ta vẫn lấy các cái nguồn tài liệu textbook kinh điển thôi ở các cái trường tốt. À, nãy mình có nói lại rồi có nghĩa là cái nguồn học đó thật ra nó cũng không khác nhiều lắm đâu các bạn nếu mà các bạn đọc các cái textbook kinh điển à, của những cái nhóm tác giả khác nhau đó thì thật ra nó về nội dung nó không khác nhiều à, nó cũng là cái một cái nội dung đó nhưng mà cái cách kể chuyện nó khác nhau thôi vấn đề quan trọng là mình hiểu được cái các cái nội dung cơ bản đó là được ha còn thật ra tại sao có cái sự khác nhau giữa trường xịn với lại cái trường xịn vừa vừa và có trường top dưới này nọ Đó là cái cái reputation cái danh tiếng của trường và từ đó nó tạo ra cái network nó tạo ra cái hệ thống alumni nó tạo ra cái hệ thống đi thực tập hệ thống tạo việc làm cái đó mới là cái cái quan trọng ha. À... À, về mindset ok rồi à. à um... lưu stream hả? Không biết là nó có lưu không ha. Cái này mình chịu á. À... À, à. có một bạn hỏi à... về học thật nhiều thật rộng. Trời ơi tham quá vậy. Không? À, cứ từ từ ha, cái nào nó thiết thực nhất với mình đi cái 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 nghề cái công việc chính của mình á tại vì nói học kinh tế trời ơi trong kinh tế nó nhiều lắm nha nhiều lắm à, kinh tế hôm trước trong cái chương trình onmic có nói rồi đó kinh tế là mình đi vô tài chính kế toán hay là mình đi vô quản trị kinh doanh hay là mình đi vô marketing nhân sự mình đi vô kinh tế học thuần túy giống như những người mà làm nghiên cứu đưa ra các cái mô hình kinh tế lý thuyết đó các cái mô hình toán trong lý thuyết đấy uhm, à, đấy rồi ok như vậy là còn à, 3 phút nữa. Nếu mà không có ai câu hỏi nữa thì à, thì mình xin stop ở đây nha. Cứ một bữa vậy mình đừng có nôn, mình đừng có nôn chạy một lần nó nhiều. mình chạy từ từ giống như là tập chạy bộ vậy đó. Cái ngày đầu tiên với mình chạy khoảng chừng cây số thôi. Rồi bữa sau mình chạy à, tăng lên một chút, tăng lên một chút cứ chạy chậm vậy đó. Rồi rồi lâu lâu là mình sẽ à Ừ, ok, nha. Rồi, thôi, thôi, bây giờ là phải chuẩn bị đi đón hai bạn nhỏ gửi cho baby sister, tới giờ đón về rồi. Ừ. Rồi, ok, thôi, vậy chào mọi người nha, bây giờ là mình bỏ vô cái chỗ nào để mà mình tắt được cái livestream đây. À, mình end nha, ok. À, chỗ này có thấy các bạn nè. ủa sao trong bên này nó nhiều quá vậy mà sao bên kia thì nó ít quá vậy rồi thôi chắc là mình sẽ lọc lại các cái mình sẽ lọc lại các cái câu hỏi này nha rồi sau đó thì mình sẽ chắc là youtube nó có lưu lại đó thì mình sẽ sẽ post lại rồi, rồi chào các bạn nha, chúc các bạn buổi tối vui nha. Còn ở bên này thì mới là là, là 4 giờ rưỡi chiều đó. Rồi, à, bye bye, au revoir, bonsoir nha, chào các bạn.